anh chị nhà phân phối Triều Khang có mặt tại Nutrilite. Ở đây là phòng thí nghiệm của Nutrilite tại California. Một cảm giác thật là tuyệt vời các anh chị. Một cảm xúc mà không thể nào diễn tả được bằng lời. Chỉ có các anh chị đến đây, các anh chị mới cảm nhận được mà thôi. Hy vọng rằng là chuyến A60 kỳ này Triều dẫn tất cả các anh chị nhà phân phối Diamond trở lên đến đây để tham dự, để xem rằng là các nhà khoa học đã kỳ công nghiên cứu để ra những cái sản phẩm Nutrilite tốt nhất trên thế giới cho toàn bộ nhà phân phối cũng như người tiêu dùng của chúng ta. Thì lần A70 sắp tới đó là cơ hội của tất cả các anh chị. Các anh chị sẽ làm được, Triều sẽ dẫn các anh chị đến đây. Yeah. Even this is a mailbox. Và thậm chí là cái hộp thư, thùng thư này cũng là đồ thật luôn, đồ nguyên bản luôn á. Mà từ cái thời mà gia đình ông Carrevo ở đây. Vợ của ông. And little Sam. Và con trai ông Dr. Sam. And here next room is his workspace. Và cái phòng tiếp theo đó là khu vực. This is his first early extractor.